Ba tư phẩm khó tin hiểu, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chẳng siêng năng tinh tấn, chưa trồng thiện căn, đủ căn bất thiện, bị ác tri thức chi phối, nên đối với bát nhã ba la mật đa thẩm thâm mà Phật đã nói này, thật khó tin hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, chẳng siêng năng tinh tấn, chưa trồng thiện căn, đủ căn bất thiện, bị ác tri thức chi phối, nên đối với bát nhã ba la mật đa thẩm thâm đã nói này, thật khó tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bát nhã ba la mật đa như thế, thậm thâm như thế nào mà khó tin, khó hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức không có tánh sở hữu, là tự tánh của thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Sắc xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ. Nhãn giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Nhĩ giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Tỷ giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Thiệt giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Thân giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thân giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Ý giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Địa giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì địa giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới. Vô minh chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì vô minh không có tánh sở hữu, là tự tánh của vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hành thức cho đến sanh lão tử sầu than khổ yêu não không có tánh sở hữu, là tự tánh của hành thức cho đến sanh lão tử sầu than khổ yêu não.
Bố thí ba la mật đa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa không có tánh sở hữu, là tự tánh của bố thí ba la mật đa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không có tánh sở hữu, là tự tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Pháp không nội chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không nội không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu, là tự tánh pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chân như chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì chân như không có tánh sở hữu, là tự tánh của chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Thánh đế khổ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thánh đế khổ không có tánh sở hữu, là tự tánh của thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thánh đế tập diệt đạo không có tánh sở hữu, là tự tánh của thánh đế tập diệt đạo. Bốn tịnh lự chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn tịnh lự không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tám giải thoát chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám giải thoát không có tánh sở hữu, là tự tánh của tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bốn niệm trụ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn niệm trụ không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Pháp môn giải thoát không, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Mười địa Bồ Tát chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ Tát không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười địa Bồ Tát. Năm loại mắt chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì năm loại mắt không có tánh sở hữu, là tự tánh của năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông không có tánh sở hữu, là tự tánh của sáu phép thần thông. Mười lực Phật chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì mười lực Phật không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng